Câu hỏi của anh Phú ấy thì nó vừa liên quan đến cái format ruler này, vừa không liên quan. Liên quan là gì? Liên quan thì nó chính là trên app nó cần phải in đậm ấy thì nó sẽ là cái upper. Đúng không? Mình format ruler cái upper này là đúng. Để em xóa cái này đi cho nó đỡ nặng anh chị nhé. Thì nó chỉ liên quan đến mỗi cái như thế thôi. Còn cái mà anh Phú muốn đó là khi mà user nhập xong thì trên Google Sheet này nó cũng sẽ hiện in hoa, thì cách chúng ta làm như sau. Đó là chúng ta sẽ phải cần tạo ra một cái automation. Em lấy ví dụ như này đi, em vào automation nhá. Bây giờ em sẽ vào một cái chỗ nào bây giờ nhỉ? Phiếu nhập xuất đi. Ok, ở chỗ này thì em sẽ để cái phần bằng chữ này nhé. Bằng chữ này em sẽ để nó là, à không, chỗ nào chúng ta nhập bằng tay được ấy. Phần ghi chú khác này đi, em sẽ để nó phải là in hoa đi. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái automation này. Đó, chúng ta muốn rằng là đầu tiên đó là khi họ nhập vào đây này thì họ sẽ nhập là chữ thường. Nhưng sau đó thì app nó sẽ tự sửa lại thành chữ hoa. Nó bằng cách chúng ta sẽ vào automation tạo ra một cái bot mới. Ở đây là em đặt tên là gì? Sửa chữ thường thành chữ hoa. Nó còn làm trực tiếp là sẽ không có cách nào mà nhập vào nó là chữ thường mà nó tự thành chữ hoa là không có nhé. Chúng ta đều phải tác động hết. Ở đây phần này thì anh chị có thể chọn là chỉ cần là thêm và sửa thôi đúng không ạ? Còn xóa thì không cần. Nên là chúng ta sẽ chọn là Add and Update. Tại cái bảng nào? Bảng phiếu nhập xuất này. Condition này thì ok. Để điều kiện là không để điều kiện gì cả. Để bình thường luôn. Rồi phần New State này thì anh chị sẽ chọn cho em cái Run Data Action này này. Rồi trong này thì chúng ta sẽ để câu lệnh là Set Brow Value, tức là sửa giá trị của dòng đó. Ở đây cái phần ghi chú khác thì đúng không? Thì em sẽ để câu lệnh là gì? Upper. Upper của zero chấm ghi chú khác. Nào em để câu lệnh như vậy. Vậy là nó vẫn sẽ lưu cái chữ thường vào đấy nhá. Nhưng sau khi vừa lưu xong nó sẽ tự động chạy một cái automation chạy ngầm, đó là nó sẽ sửa nó thành in hoa. Rồi bây giờ em vào đây em test thử nhá. Bây giờ em thêm một phiếu mới đi. À ok, em sửa cái này nhá. À cái điều kiện này này. Chúng ta, em xin lỗi anh chị nhá. Ở đây chúng ta nên cài đặt cái điều kiện đó là cái ghi chú này nó phải là không trống thì nó mới kích hoạt, chứ lúc nào nó cũng kích hoạt thì nó phí quá đúng không ạ? Chúng ta càng hạn chế cái việc nó chạy những cái nó gọi là vô nghĩa thì càng tốt, cái app của chúng ta nó càng tối ưu. Thì sẽ là i not blank ghi chú khác. À, cái này sẽ phải là không trống cơ. Rồi bây giờ em thử sửa nhá. Edit vào đây đi. À, ghi chú khác ngay đi. À, Lê Minh Công này. Ok, lót lại cái. Rồi, chờ đợi trên này xem nó chỉnh sửa như nào nào. Rồi bây giờ nó tự nhập cái giá trị thật của nó vào này. Đó, thì anh Phú nhìn thấy là nó sẽ tự sửa. Ồ. Sao nó chạy liên tục như vậy nhỉ? Ok, vậy là nó đang bị kích hoạt hai lần. Là do chúng ta chưa lót lại app khi mà chỉnh sửa cái này nên nó đang bị lặp lại hai lần đấy. Còn nếu không nó chỉ chỉnh một lần như này thôi. Đấy, chỗ này anh Phú hiểu cách làm chưa? Cái phần mà nhập cái chỗ công thức mà upper đó, tôi là mình nhập chỗ nào thì anh công làm, mà từ từ lại chỗ cái đó. Ok, em xin được giải thích lại chỗ này nhé. Vì thực ra là hôm nay là cái buổi cuối cùng, chúng ta gọi là không phải buổi cuối cùng của khóa học, mà là cái bài cuối cùng trong cái series tạo app ấy, là chúng ta đã đi đầy đủ 14 bước tạo app rồi. Đó nên là bài hôm nay là bài hoàn thiện app thôi. Nên là tất cả những cái gì mà chưa hiểu thì các anh chị hãy hỏi em luôn nhé. Bởi vì sang buổi sau là em sẽ tăng tốc lên đấy, để chúng ta lại lặp lại 14 cái bước đấy, nhưng mà ở trong một cái quy trình khác. Nó sẽ nhanh hơn chứ em sẽ không đi giải thích nó quá chi tiết như này đâu. Bởi vì
Các buổi này chúng ta đã giải thích quá kỹ về phần cơ chế rồi. Thì em xin quay quay lại cái câu hỏi của anh Phú. Em sẽ hướng dẫn lại chi tiết từng bước một và nguyên lý của từng cái chỗ một ở chỗ này. Thì ở đây, cái nhu cầu của chúng ta là gì? Nó là khi mà user họ nhập bằng tay như này này. Trên app thì chúng ta xử lý được rồi đúng không ạ? Nó có format ruler xong rồi. Nhưng mà dữ liệu gốc thì nó vẫn là cái chữ thường. Vậy thì chúng ta hình dung trong đầu là à bây giờ app nó không thể nào có cách là yêu cầu người dùng họ sẽ phải nhập nhập chữ chữ thường mà thành chữ hoa được cả. Mình có thể giới hạn được trên app nhé, là họ không được nhập chữ thường. Thì anh chị có thể tham khảo cái video này, anh chị copy cái câu lệnh này. Đây, chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu ấy. Thì anh chị sẽ phải nhập cái câu lệnh nó rất dài loằng ngoằng nha. Thì chúng ta có thể giới hạn được user họ không được nhập chữ thường. Này, đây câu lệnh này thì nó hơi khác một tí nhưng cơ chế nó cũng vậy. Tức là chúng ta sẽ phải viết câu lệnh nó rất là dài. Được chưa? Thì đó là cách chúng ta giới hạn trên app. Còn cái mà em với anh Phú đang cùng nhau làm đó là sau khi họ nhập chữ thường này vào rồi thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh để cho nó tự sửa cái chữ thường này thành chữ hoa. Thì các bước chi tiết làm như sau. Đầu tiên chúng ta vào tạo một cái automation. Trong này chúng ta sẽ đặt tên nó là sửa chữ thường thành chữ hoa này. Trong cái sự kiện thì chúng ta sẽ để data chain này. Và nó chỉ sửa khi mà chúng ta thêm mới hoặc là sửa thôi. Còn cái dòng nó xóa đi thì chúng ta đâu cần phải sửa nó thành chữ hoa làm gì nữa đúng không ạ? Ok, thì cái điều kiện kích hoạt này là thêm và sửa. Rồi table thì chắc chắn là cái table chúng ta cần làm rồi. Cái condition ở đây ấy, thì ở đây chúng ta bắt đầu nhìn lại cái cột này. Chúng ta hình dung trong đầu là có những trường hợp nào có thể xảy ra. Trường hợp đầu tiên là gì? Cái cột này trống. Và trường hợp thứ hai là cái cột này không trống. Đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần nó hoạt động khi mà cái cột này nó là không trống thôi. Chứ còn cái cột này mà trống thì nói chuyện làm gì? Đúng không ạ? Hoặc là họ sửa từ việc là có đang có ghi chú mà họ xóa đi thì nó cũng không cần. Vậy thì ở đây có cái câu lệnh này của em nó cũng chưa gọi là nó cũng chưa tối ưu đâu. Thì anh Phú đặt câu hỏi thì em sẽ chỉnh sửa cho nó càng thêm tối ưu. Thì câu lệnh này có nghĩa là gì? Y not blank ghi chú khác, tức là cái cột này nó là không trống thì nó mới kích hoạt. Đúng không? Còn nếu cột này bản thân nó sau khi mà sửa xong nó trống thì mình cũng không cần kích hoạt cái automation này làm gì. Bởi vì nó đâu có chữ đâu mà cần in hoa hay không, đúng không ạ? Thì đó là cái điều kiện kích hoạt automation này. Thì các automation khác cũng vậy thôi. Nó cũng đều có cái điều kiện kích hoạt. Nó chứ không phải là cứ cài automation là nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ hoạt động đâu anh chị nhé. Mình sẽ cài đặt tùy theo những cái trường hợp khác nhau. Vậy thì cái phần event này chúng ta làm xong rồi. Chúng ta đến với phần step. Thì trong step này thì em xin nhắc lại là nó có hai kiểu rất thường dùng. Đó là run a task, là tạo một cái nhiệm vụ ấy, thì nó cũng sẽ giống như là tạo Telegram này, thì nó sẽ là tạo một cái task này. Task này thì một cái nhiệm vụ này thì có thể là gửi email này, gửi thông báo, gửi tin nhắn, call webhook, tạo một cái file, đúng chưa? Còn thông thường thì chúng ta sẽ dùng là data action. Rồi thì ở trong trường hợp này chúng ta cũng dùng data action. Bởi vì chúng ta muốn nó thực hiện một trong năm cái này. Thì thông thường chúng ta hay thực hiện cái thứ tư này đúng không ạ? Đó là gọi tác động sang một cái bảng khác. Nó gọi một cái action từ bảng khác. Đúng không? Chúng ta đứng từ cái bảng này. Chúng ta đứng từ cái bảng phiếu nhập xuất này. Chúng ta gọi sang cái bảng phiếu chi tiết. À, yêu cầu phiếu chi tiết là cập nhật lại tổng tiền đi. Đúng không? Thì đó là đứng từ bảng này mà gọi một cái action từ bảng khác. Nhưng trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn cái
Số 3 này đó là set raw value, tức là chỉnh sửa dữ liệu của một số dòng. Vậy thì một số dòng ở đây là dòng nào? Chính là cái dòng ghi chú khác. Chúng ta muốn nó sẽ từ in hoa, từ in thường thành in hoa, thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là upper. Upper là viết hoa đúng không ạ? Upper zip row trong ghi chú khác. Vậy thì cái cột nào mà nó vừa được chỉnh sửa xong thì nó sẽ ngay lập tức nó viết hoa lại cái cột này, nó upper lên. Đấy, cho nên mới tạo được ra cái ông Lê Minh Công từ viết thường sang viết hoa này. Bây giờ em thử loát lại, em chỉnh sửa một cái dòng khác nhé. Đây, bây giờ là nó chưa chưa tải dữ liệu xong lên Google Sheet được, nó tải xong rồi nó sẽ loát lại này, và cái này nó sẽ viết thành in hoa này. Đó, đó là cách mà chúng ta làm. Chỗ này anh Phú nắm được chưa? Ok, nắm được, công rồi, cảm ơn. Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ tổng kết lại 14 bước từ đầu đến cuối nhé. Em sẽ nêu ngắn gọn để cho anh chị có thể nắm được, và sau đó thì còn cái gì mà vướng mắc nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nốt, để sang buổi sau là chúng ta sẽ bắt đầu đi những cái quy trình khác rồi đấy. Anh chị đang vote là chúng ta sẽ làm phần đơn hàng. Đúng không? Thì buổi sau chúng ta sẽ làm. Còn bây giờ là chúng ta đã hoàn thiện hết từ đầu đến cuối đấy. Tất cả những cái gì mà thường làm nhất trong Acid và quan trọng nhất trong Acid là em đã giới thiệu với anh chị hết rồi.